shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Người đâu chả thấy đâu anh em. Lên trên, lên trên, lên trên. Lên trên luôn chứ ngại gì đâu các bạn ơi. Ok ok này. Không còn ai, không còn ai. Không còn ai thì hơi chán rồi. Đủ. Ra ngoài đây các bạn ơi. Tôi chỉ mong là kiếm được mấy kill trong trận này thôi anh em ơi, bởi vì trận này hơi gắt. Thề luôn, gặp đúng team cứng luôn anh em ơi. Chỉ còn chưa có cơ hội ăn mạng nữa cơ. Đi các bạn, đi các bạn ơi. Nhưng mà cũng còn đông người chơi lắm anh em, cứ vô tư đi săn mạng rồi. Đi nào anh em ơi, đi nào anh em. Ủa đứa nào ở trên vậy? Thế bắn, thế bắn, thế bắn. Có người, có người, có người, có người. Có người, có người, có người. Lấy hai em kia, một đứa chạy ở trên này, một đứa chạy ở trên này. Hai đứa cả. Cái đội xanh này. Một đứa gục này, này nữa, này nữa. Này nữa, này nữa, này nữa này. Ui. Team gì gắt ghê vậy. Anh em bắn kiểu này thì chẳng biết mình sống thế nào nữa. Anh em bắn kiểu này chẳng biết mình sống thế nào nữa. Vãi cả trưởng gì vậy. Không ngờ có một đứa ngay con này luôn. Thôi 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 thôi, lại là kẹo dũng hả. Có một kẹo cứu anh phát. Vãi trưởng thằng mẹ nó sấy anh. Gắt thế ai chơi, còn máu phát nào anh em. Nó chạy này, nó chạy này. Chạy này, chạy này, chạy này, chạy này. Mất dấu rồi anh em ơi. Còn máu thôi. Khi bạn gặp tim cứng sẽ thế nào. Đó là anh em vẫn có đang cố gắng ăn kill nhưng chả thể ăn được. Vì nó gắt quá mà anh em. Anh em có cơ hội ăn kill đâu. Gọi là các bạn chưa sờ tay vào kẻ địch thì địch nó đã bị kill sạch rồi. Gắt ghê vậy đó. Chúng ta lại thêm đầy đạn súng trường này. Ok anh em, lên nào. Chính cái S anh quá kém. Ừ. Mấy đứa này bắn gắt quá anh em ơi. Tim cứng mà vãi cả trưởng. Anh lúc nào cũng toàn nguy cơ xanh mộ. Không hiểu sao chúng nó bắn anh đầu tiên. Này, số nhỏ này anh em này. Mấy thằng địch mày chừa anh ra nhá. Chừa anh ra nhá. Mấy thằng địch mày chừa anh ra nhá. Chừa anh ra ngay chưa. Ui mấy ông này cầm gì vậy. Rát hết cả tai. AK các kiểu, ska các kiểu, rát hết cả tai thật. Đi anh em, let's go, let's go. Này, không hiểu sao số mình nhỏ địch nó cứ nhầm mình nó bắn đây. Cho mình sống với bạn ê. Khổ lắm cơ, mình chưa có kill nào đây. Địch nó cứ nhầm tôi nó bắn anh em ơi. Phải cả trưởng, muốn la liếm tí mạng thôi, một kill thì cũng được mà. Cái gì vậy trời. Khổ sở vậy trời anh em ơi. Đừng, thôi nha. Phải cả trưởng. Sao mà cứ nhầm anh bắn vậy. Sao team đầy ra chúng nó không bắn, chúng nó cứ bắn tôi anh em. Thằng kia đã bị hạ. Được. Đã bị hạ rồi, tính tiền gì nữa anh em. Khi bạn chưa kịp sờ tay vào kẻ địch thì kẻ địch nó chết hết rồi, anh em nó nằm xuống cả rồi. Wow, mình thấy cảm giác như là mình đã được bảo vệ, mình đã được che chở anh em ơi. Bởi những dân chơi máu lúc nào cũng căng đét đèn đẹp. Có mỗi mình là cái thằng mà chuyên thấp máu nhất team anh em ơi. Mình thấy khá là gắt. Đạn súng trường này cũng nhiều lắm rồi. Có máu là không còn túi máu nữa thôi. Qua lấy con mật chắc đi anh em mình chạy chơi. Đường thương đau đầy ai nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Đây đây mấy đứa ơi. Trong thói đời cười ra nước mắt. Đêm hôm rồi chơi game nó vật vã dã man cơ ông ạ. Nhưng mà tôi không hiểu sao có một lý do nào đấy mà địch lại toàn bắn tôi. Wow. Nó lại cứ bắn tôi là sao đây anh em ơi. Tức khổ quá mà các bạn mà. Tôi đi xe cẩn thận tí. Nói chung là học là sao đây. Nói chung là tắt điện đấy hả. Đúng là anh gặp cái team này tắt điện thật.
mà không hiểu sao số mình số nhỏ nhá, bao giờ mình cũng bị bắn đầu tiên luôn. Mấy đứa ở đấy chúng nó không bắn máu anh em cũng là cũng căng đét mỗi mình. Đây đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Wow, không được tin rồi, đây là kill đầu tiên của mình. Mình cảm động quá anh em ơi, khóc, mình khóc đây anh em ơi, cảm động quá. Đây là kill đầu tiên của mình sao? Cái gì vậy trời? Wow, mình không thể tin nổi, đây nó là kill đầu tiên của mình nè các bạn nè. Cảm giác nó very happy. Mình nhớ là mình cũng chạy cẩn thận mà chạy đâu ngáo đâu. Thấy chưa anh em? Các bạn chưa kịp sờ tay vào kẻ địch nhá. Lát online mỗi sập buồn, đánh kiểm tra lại nào. 0.6% em ơi. Chưa sập được, suýt sập thôi em ơi, chưa sập được. Ok, đứng lại, đứng lại. Nhanh. Pro player hả? Không, anh thấy là gãy player. Đúng lại, đúng lại. Thế kia, xuống xe. Đúng rồi, xuống xe, sau tảng đá. Quy phái phạt trưởng, cái gì vậy? Cái gì vậy trời anh em ơi? Wow, hai đứa. Gắt, 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 gắt. Mình không ngờ cái này nó gắt thế này anh em ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Mình không hiểu sao vãi phạt trưởng đấy nhở. Có hai đứa sau tảng đá anh em ơi, hai đứa sau tảng đá nhở. Đứa nào vậy? Đứa nào ở đâu đấy chơi AWM anh em ơi, hoặc là K98 gì đấy. Mình thấy bị bay lụa. Ui, team khác nè. Cái gì đây, cái gì đây? Pin điếu. Cái đậu xanh, support team nào. Vãi cả trưởng. Support không thành công rồi. Nhanh anh em. Một thằng này. Đậu xanh này, đậu này. Đây cứu, đây cứu. Ui vãi cả trưởng, thông báo pin yếu các kiểu luôn anh em ơi. Cái gì vậy? Đừng. Nó đi qua, hỏng hết anh em ơi. Cái gì vậy? Hỏng hết anh em ơi. Hỏng hết cái bánh kẹo rồi. Anh em đây cứu. Cái gì vậy? Vãi cả trưởng. Dụng hết nhá, tất cả hủy xuống nhá. 26 mắt xem luôn, đậu xanh. Anh nói với các chú rồi. Cứu team không có kịp luôn anh em. Yeah, lật kèo, mình không thể tin được. Cái team cứng của mình cho nó đã bị dụng hết. Wow. Gì vậy trời? Một tình huống lật kèo đấy từ vị trí của xịt kẹo mà mình cũng muốn phát khóc luôn anh em ơi. Phát khóc với team của mình rồi. Ten ten, thông báo pin yếu. Ok. Cái gì đây? Tôi biết rồi. Ok, đậu xanh vãi cả trưởng ra. Cứ thông báo pin yếu thế này chơi gì anh em. Hỏng. Đang chơi game hay cứ làm thông báo pin yếu thế này. Sở giáp anh em ơi. Cả cái khu đồ này là của mình rồi. Mình kiếm bông keo. Có bông keo không? Đây rồi, gấu da nhá. Lấy tạm gấu da này. Bông keo đâu. Một quả duy nhất luôn. Hoài thế. Còn không anh em ơi. Một quả thế này chưa đủ để mình sống được rồi. Qua đây hòm sát thằng UP này. Chắc là có bông keo đây. À không phải thằng UP thằng nào đấy. Quên không nhớ, toàn bị nhầm lẫn đây. Này bông keo này. Ui, nó lại được quá anh em, nó được quá nhỉ. Hay nên là nhiều bông keo lắm. Được quá nhỉ anh em. Có chảo đây. Chạy bo. Quên cả việc chạy bo thì hơi bị sai lầm này. Có 7 bông keo mình nghĩ là đủ sống rồi. Hợp lý. Sống được rồi anh em ơi, còn hai đứa thôi. Thế này sống được rồi. Con X nãy mình kiếm được ở đâu đấy. Con máu. Không top 1 chặt đầu hả? Thôi, anh xin mấy đứa. Chặt đầu lấy gì livestream cho anh em xem này. Ui, cuộc sống mà phải đối mặt với nỗi lo pin yếu này anh em này. Đã thế còn phải đối mặt với nỗi lo kẻ địch nữa. Sợ hai đứa chung một team với nhau đấy. 1-2 mình nghĩ là vẫn cân được. Cân tốt anh em ơi, 1-2 mà đơn giản mà. Nãy cân mấy thằng kia còn cân được cơ mà. Đang loot cái một viên ấy cho em vào đầu. Ê anh em thằng cuối. Solo 1v1 nè. Ui. Có một keo, sợ lắm anh em. Đang chạy thế này nó mà làm cho một viên AWM là mình cũng thoát người rồi các bạn ơi. Thằng cuối. Solo 1-1 rồi. Hay. Để xem là kiếm trận top nào anh em mà solo 1-1 rồi này. Gắt ghê, ui vãi cả trưởng. Đừng vậy bạn ơi, bình tĩnh nào, mình thấy bạn rồi. Cái gì đấy, xém một keo hả, kìa. Làm sao, xém một keo đấy hả? Làm sao thích xém bông keo không? Anh nhiều bông keo lắm. Thích xém bông keo không? Yes. Top 1.
Ui, anh em thấy chưa, không ngờ mình là một đứa fit trong team mà vẫn win được nè. Ta-tan. Ok nè, tuyệt vời luôn. Top 1, tin được không anh em? Có 42 điểm. Đấy, thấy chưa? Dân chơi mid tông ăn này, quét 8 kill này. Quét gắt nhưng mà mình lật kèo cuối trận. Top 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.